Kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của Nhân Tân Châu. Kính thưa cô chú anh chị, thì mong rằng cô chú anh chị đã xem video của kênh YouTube Nhân Tân Châu, thì cho kênh YouTube Nhân Tân Châu một lượt thích và một lượt đăng ký kênh YouTube nha cô chú anh chị. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Thì hôm nay kênh YouTube Nhân Tân Châu đến tại ban trị sự xã Long An. Thì ban trị sự xã Long An sẽ trang trí xe hoa để chuẩn bị chạy diễu hành mừng ngày đại lễ 18 tháng 5 lần thứ 84 đó cô chú anh chị. Thì hôm nay kênh YouTube Nhân Tân Châu xin chào anh Hai ạ. Dạ em anh Hai cho em biết thì xe hoa của ban trị sự mình đã chuẩn bị đến nay công tác được bao nhiêu phần trăm rồi anh Hai? Từ hồi lúc bữa 30 tới bữa nay là mình làm tới bữa nay là mùng 6 thì cũng khoảng 6 ngày mình nó được khoảng chừng 80%. Dạ. Bây giờ mình làm vài ngày nữa là nó đầy đủ đèn đuốc với lại mà xe cộ mình chuẩn bị bữa rằm mình đi vòng chữ O để mà thử xe. Dạ. Trong xã Long An, trong thị xã Tân Châu mình được 9 chiếc diễu hành. Dạ. Trong có 4 xe lăn mã. Dạ. Và cũng vài chiếc xe vũ công đi theo để mà hộ tống hai vũ công cái xe mà của người mà vũ công nó sống á. Dạ. Phải đi theo rồi hộ tống nó cũng khoảng chừng mười mấy chiếc, hai chục chiếc xe. Dạ. Giả Nam Châu. Dạ. Ngày dòng thử đèn đó. Dạ, giờ là ngày 15 là mình chạy thử đèn đó ha anh Hai. Chạy trên toàn xã mình đó ha. Chạy trong vòng chữ O, tức là từ cái vòng xiến của Long Phú. Dạ. Chạy về Long An, Châu Phong, mới qua cái cầu Giàm, tức là qua Lê Chánh. Dạ. Phú Vĩnh, Long Phú. Dạ. Về vòng xiến thì lúc đó là xong ở Mạnh Nai nó về thả nấy. Dạ. Vậy là xe ban trị sự mình tổng số là bao nhiêu chiếc xe anh hai cho em biết bao nhiêu chiếc xe xã Tân Châu ha? Không của ban trị sự xã mình không, là mình đi theo mình diễu hành đó. Một chiếc xe qua. Dạ. Của ba chở thầy cò Tâm Tạng đi thỉnh kinh. Dạ. Một chiếc xe vũ công đi theo, và trong đó mình có trang bị nhân dung thầy để kính mừng đại lễ 18 tháng 5. Dạ. Vậy là tổng số mà mình là 4 chiếc ha. Dạ, 4 chiếc ha. Rồi, vậy là bữa nay vậy là mình đạt, mình còn câu đèn đồ này kia thêm nữa không anh ơi? Còn không? Bổ sung thêm nữa. Còn bổ sung thêm nữa ha. Gắn màn ở dưới nữa. Còn dạ. Khoảng 80-90% rồi. Dạ, còn gắn màn ở dưới cái lượng xe đó ha anh hai. Dạ. Rồi em cảm ơn anh hai rất nhiều anh hai. Dạ. Và em chúc anh hai một ngày đại lễ 18 tháng 5 dồi dào sức khỏe để mình làm mấy công tác từ thiện tiếp tục và mãi mãi nữa nghe anh hai. Dạ. Rồi em xin bắt tay với anh hai. Dạ. Một cái em cảm ơn anh hai rất chúc nhiều. Chúc YouTube này được xem nhiều người coi để hưởng ứng về ngày đại lễ 18 tháng 5 ha. Dạ dạ cảm ơn anh. Dạ em cảm ơn anh. Thank you.
Kính chào quý vị kênh YouTube Nhân Tân Châu đến tại ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, phường Long Phú, thị xã Tân Châu. Thì hôm nay thì kênh YouTube Nhân Tân Châu sẽ quay cận cảnh chiếc xe hoa của ban trị sự phường Long Phú chuẩn bị chiếc xe đến nay. Thì thông báo cùng chúng quý vị được biết thì chiếc xe đã hoàn tất khoảng 80% rồi đó quý vị. Thì để làm chiếc xe hoa chạy kính mừng ngày đại lễ 18 tháng 5 đó, thì kênh YouTube Nhân Tân Châu sẽ quay sơ lược vòng quanh chiếc xe hoa của ban trị sự phường Long Phú cho quý vị được chiêm ngưỡng và nhìn xem nha quý vị. Đây là phía trước, mặt trước của chiếc xe hoa phường Long Phú, có hai bên là hai cái bông hoa sen rất là đẹp nha quý vị. Đây là các bông xung quanh chiếc xe phía trước. Đây là hai bên có hai câu vương là ao sen báo Tây Phương đua nở, trời chúng sanh niệm Phật chí tâm. Đây là hai bên hông của chiếc xe hoa, chân dung hình Đức Thầy nằm trên hoa sen quý vị. Đây, xung quanh của chiếc xe được bắt bông rất là đẹp nha quý vị. Đây là bên trong. Bên trong là được bốn cái hoa sen. Phía sau của chiếc xe đây là cũng là một cái hoa sen rất là đẹp. Đây là phía bên hông, phía sau nhìn tới chiếc xe được một con hoa đây rất là hoàn chỉnh, rất là đẹp quý vị. Cơ bản thì đã hoàn thành xong hết rồi đó quý vị, còn chỉ bắt đèn xung quanh cái nữa là hoàn thành chiếc xe hoa chạy mừng đại lễ 18 tháng 5 nữa quý vị. Ta thời dương sách lệnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Của chiếc xe hoa ban trị sự phường Long Phú của chú chị. Rồi bắt đèn lên sáng đẹp quá quý vị ơi. Chớp đèn lên đó quý vị. Thấy chiếc xe hoa ban trị sự phường Long Phú rất là đẹp của chú chị. Các cái tòa xe ở trên xe làm đã hoàn chỉnh, mấy anh trong ban trị sự làm đã hoàn chỉnh hết rồi đó quý vị. Chỉ còn mắt đèn dưới phía trên của chiếc xe và phía trước xe chờ lại nữa là hoàn chỉnh chiếc xe để chạy mừng ngày đại lễ 18 tháng 5 quý vị. Em chào anh ạ. À, anh có thể anh cho em biết chiếc xe hoa của ban trị sự phường Long Phú mình mô hình năm nay mình làm cái mô hình gì để mình chạy mừng ngày đại lễ 18 tháng 5, và sau đó thì chiếc xe mình chuẩn bị đến nay là bao nhiêu phần trăm vậy anh? Anh thông cảm cho tụi em biết được không ạ? Cái xe này theo mình được biết thì cái công việc thì cũng khoảng 70-80% rồi. Dạ. Đang đặt đồ về làm cho nó đẹp hơn năm ngoái. Dạ. Yeah. Cái mô hình xe mình năm nay mình làm hình thấy chân dung Đức Thầy đúng không anh? Dạ. Yeah. Cái năm nay thì cái mô hình chân dung Đức Thầy trên cái bông sen. Dạ. Yeah, trên bông sen. Bông sen mình có xây không anh? Một cái bông sen mình á. Bông sen có xây. Dạ. Dạ.
Giờ bây giờ mình còn chờ mấy anh em mua đèn gì nữa ha anh ha? Dạ, nói chung là chờ thiết bị về mình là mấy anh em thợ làm đi. Dạ, chờ thiết bị về. Có khoảng 2 bữa nữa hoàn thành chiếc xe luôn không anh? Dạ, chắc cũng khoảng đó. Dạ. 3 ngày nữa là chiếc xe sẽ hoàn thành. Dạ. Dạ. Ban trị sự mình chạy ban trị sự viên ban trị sự phường Long Phú mình thôi là mấy chiếc xe mình chạy diễu hành mừng ngày đại lễ 18 tháng 5 anh. Thì một chiếc chỉ một chiếc xe qua. Một chiếc xe qua còn mấy chiếc xe mình những cái xe hậu cần theo thì dạ. Cái đó mình cũng chưa nắm là bao nhiêu chiếc nữa. Dạ. Cái theo cái đồng đạo này. Dạ, đồng đạo đi theo ha, đi dạ. Theo để mình đi cùng với cái đoàn diễu hành ha anh ha. Dạ dạ. Rồi. Có những xe những cái phường khác á cũng có những cái diễn viên á, có dạ. Diễn viên là con người á thì cái nó sẽ nhiều xe hơn đi theo hơn. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh nhiều anh. Dạ.